xanh luôn. Tới nè, đúng rồi. Ừ, tới rồi. Ê, chào cả nhà nha. Thì hôm nay được sự cho phép của chú Ba cả nhà, anh em lúa được đến tham quan cái trại trồng giống của chú. Anh ơi, nhưng mà ở đây phải trại chú Ba mà. Đúng rồi anh. Rồi, chào anh, có chú Ba nhà không anh? Dạ, có anh. Chào anh. Ông đang ở trồng á. Rồi, bây giờ mình vô hỏi thăm chú Ba nha. Ở đây đang... Rồi, tí ở đây ở trồng anh. Chú Ba đang ngồi trên kia kìa anh em. Mới tới chú Ba ơi. Mẹ chú Ba ơi. Dạ. Ủa còn đứa đâu, thường thường đi ba bốn đứa bằng xong á. Dạ xong nó bận công chuyện nó ở nhà chú ơi. Dạ. Anh có công việc riêng này nó đi nữa rồi chú rồi, bốn đứa. Dạ. À. Mới gì xây xong hả chú ba? Ừ cái này mới hoàn thành xong à. Đẹp quá trời đẹp. Ngày nay. Đi quay ha. Đẹp quá. Thì bữa nay như tụi con tham quan chạy trồng giống của bác, được sự cho phép của bác thì tụi con ở đây đến tham quan. Bác dẫn cho tụi con đi. Dạ. Ở đây nè. Nó còn nhóc trơn kìa. Ôi. Chắc chú Ba xây này chắc đấy tiếp khách. Ờ, hôm nay khách chưa hết rồi. Mùa tròn quá. Tiếp khách đây mất lạnh nè ông ơi. Thầy quá mát luôn. Chú Ba đang làm cái gì mà thấy đổ cột dữ chú Ba? Dạ. À, làm bên đây là một cái nhà cho con gái thứ ba, à, còn bên đây là một cái nhà cho thằng con trai thứ hai. Chắc anh nãy giới thiệu trong chuồng quá. Đó đó đó, nhà nó đều là nó không được tuổi qua năm mới cất cất cho nó, nhưng mà chú đổ trước. Mới nãy gặp ảnh ở ngoài cổng mình hỏi anh đó. À, cái anh ngoài cổng nãy ha. Ờ. Ừ. Tới chạy tròn rồi cả nhà ơi. Đây là cái khu này chúng mới hình thành là xong là hoàn thiện khoảng 10 ngày nay nè. Là cái khu này là khu thứ 7 của chú. À, đây là chú thành lập là nó thành 3 giải, ừ, 7A, 7B, 7C. Nó tặng cho cái người cái cô quản lý đây đó. À, khi mà tròn mà nó phối rồi đưa qua đưa lại đó, cái khu nào cho nó gành ghẻ. Đó thì đây là gồm 3 khu A, B, C là cái trại thứ 7. Yeah. Rồi, đây. Này là chú làm đây là nói chung chú tận dụng trên cái mặt nước. Để làm nó không có chiếm cái diện tích ở trên. Rồi cái thứ hai nữa là cái chuồng nó cái chuồng nó sạch. Quá không mát luôn ha. Và cái khâu vệ sinh á là cái người làm nó đỡ về cái vấn đề đó nữa. Dạ. Đó. Đây là chú có nghiên cứu rồi, tại vì khi mình cho ăn á là ở trên bờ đó mình gắn hai cái ca đó thì con tròn khi nó ăn thức ăn đây nè, kiểu có ca nước đây nè, nó sẽ ăn vừa uống thì cái ca lâu ngày nó sẽ bị bẩn. Dạ. Thì lâu ngày nếu người nào làm biếng rửa đó thì nó sẽ gây ra cái mầm bệnh. Nó thành ra chú nghiên cứu là gắn hệ thống uống nước này, nghĩa là tuyệt đối là vệ sinh về cái phần uống nước. Cái này giống như cái thỏ gì đó. Trời, tự động. Dạ. Nó uống rất sạch. Nó lợi thế được cái này. Đó. Đây là trong này là chuẩn bị vô một khối nè con. Trong này là tất cả là trồng giống hết hả chú Ba? Ừ, giống không? Đây là mà là con này là con cái nè, là con đực nè. Ủa con đây là cái nè, đực ngay giữa nè. À có từ đực kìa. Ừ, con đực ngay giữa đây là ghi chữ đực nè. Dạ. Đây là toàn bộ là hàng sinh sản hết nè con. Cái những con này là nó đã đẻ qua là 4 lứa 5 lứa, thành ra trọng lượng của nó bây giờ có con là lên tới 5 kg. Thôi ơi bự luôn, bự luôn mà. Nó dài quá dài không chú Ba? Ừ, cái giống này á là nó là cái giống cam. Nó là những người mới vô nghề đó, người ta chưa có gành đâu. Nào là giống đước nè, giống bản địa rồi. Nó nhiều giống lắm. Yeah. Nếu mà những người mới đầu tư nuôi mà không chọn đúng con giống á thì gọi là cũng như là về là nuôi không có thành công. Dạ, giống này dài quá chú. Ừ, nó là cái dòng này là lớn con mà nó để sai nhất mà, các bộ giống mà. Dòng lớn con quá ha. Cái dãy này là phải bao nhiêu con chú? Một dãy như vậy là một bên như vậy là 100 con. Dạ. Ở năm cho 100 con, ở bển 100 nữa là 200. Là một lối đi như vậy là 200 con. Là ba cái dãy này là nó cộng lại là ra 600 con. 600 con. Đây là cái chuồng trại nè cả nhà. Đó. Thoáng mát rồi nó sạch sẽ rồi ha. Cực kỳ thoáng mát luôn. Tại vì chú Ba tận dụng ở dưới là không có vệ sinh luôn cả nhà. Chỉ là nuôi cá ở dưới trong vườn ao chuồng luôn á. Này nuôi cá dưới đúng chuẩn vườn ao chuồng luôn. Đi phân xuống rồi cá nó ăn. Mái che này cũng giống như cái mái che biết của mình á. Của mấy anh em mình à. Đẹp quá chú ơi. Con chỉ thấy trên mạng thôi, còn con thấy vậy con xin phép chú Ba xuống đây đó. Là
đây từ đẳng là con đi cuốc của giá này là một trăm con. Dạ. Đây là vườn dòng của chú, khu này đây cũng có mát đó. Đây là khu này là cũng là hàng sinh sản hết này con. Dạ. Khi nào phối cho bển xong đó, mình đưa những cái con phối rồi đó, mình đưa qua nó những cái chuồng cho nó sinh sản. Chú ơi, mà giống như vậy mình chọn lựa giống như thế nào chú ơi? Cái con tròn mà chọn giống nó quan trọng lắm con. Đây nè, lại đây chú chỉ điển hình cho một cái con này cho tụi con coi đây nè. Đây nè, đó. Cái này là cái con đây. Gấu. Thấy không? Cái con này á là chú không có xài nó để nuôi đây, để cho anh em người ta lại tham quan người này người nọ thấy con tròn này. Nghĩa là con tròn này nuôi sinh sản không đạt. Bán thịt cũng không. Mà bán thịt bây giờ lái lại chê. Nhưng nó bị béo. Nó đây là chú kia cho con coi nè. Đó. Thấy không? Y như con heo mỏi. Nó giống mà bán con được mà thương phẩm người ta cũng chê. Đó, con nuôi á là khi nào con chọn giống á, con tròn nó phải cái hôm nó thon dài đòn. Con được cả con được luôn. Đó. Thấy con này giống như nó mỡ nhiều ha. Mỡ. Đó đây nè, còn cái con này nè, sinh sản là nè, đạt đây nè. Đó, con thấy nè. Nó rất cái hôm nó không có dài. Dài. Thấy không? Đó, con thấy giữa hai con khác nhau không? Khác nhau hoàn toàn thôi nha, con này thì nó tròn ủng luôn. Cái con này đúng ra là bà chú nuôi là nuôi để cho những người ta lại khách tham quan, để cho người ta coi con tròn này, người ta rút kinh nghiệm. Dạ. Để về đúng cái chế đó. Độ ăn của nó. Dạ. Đó, chứ nuôi con tròn sinh sản đâu phải con muốn cho ăn sao cho ăn được. Đúng phần đó, rồi con cái đó. Mà mỡ mập như vậy là mỡ không lên giống. Còn đực mỡ thì không, tối ngày ăn ngủ không cũng không nhảy. Đó, nói chứ quá trình nuôi sinh sản đâu phải chuyện đơn giản. Cái này chứ gặp mấy con đi mua là lựa mấy con mập con. Chứ mà với một cái điều kiện là nó quan trọng nhất, chú nói cho con nghe đây nè. Cái con tròn nó sinh sản qua một lứa rồi, con cho ăn cỡ nào cũng vậy, nó không mập. Yeah. Mà những người thất bại thường là mua những con tròn con. Đó, những con tròn con mua về không biết cho ăn, ăn ào ào tới mập lù. Rồi là con tròn nó sẽ hư. Yeah. Nó rất quan trọng. Nó bởi vì thành ra chú mới nghiên cứu hàng con tuyệt đối bây giờ chú không bán. Bán cái thứ nhất là những người mua đó có thể người ta bắt một hai con giống này, người ta những mua hàng cho nổi con người ta lắp vô bán. Mà cái hàng con á, cái hàng tơ lớn lên á là nó rất khó phối. Yeah. Những người nằm trong nghề á, có thể là xin lỗi cho 10 con phối chưa chắc gì được 3 con, mà chưa chắc gì con nào lên giống. Khó quá em ạ. Đó, nuôi không biết nuôi. Không biết cái nuôi gọi là 10 con là lên mỡ rồi, 10 con là phối không được. Đó, thành ra chú bây giờ chú bán cái gì tuyệt đối là bây giờ chú bán cho cái người nuôi an tâm nhất là những hàng sinh sản qua một lứa. Dạ. Đó. Để gọi với chú. Thả bắt. Để qua một lứa. Với thêm một cái nữa, coi chú nói cho con nghe, nhiều người đó người ta tranh cạnh, người ta nghĩ rằng người ta con tròn bán đẻ một lứa, thấy không? Là người ta nghĩ là bán con tròn dạ. Cái trại của nó chừng 5-3 con, 1-20 con. Nó làm gì có mà cái trình độ để nó bán những hàng sinh sản. Không bao giờ thằng nào có hết. Chú ở đây nói chung là cái trại này là trại thứ 7. Là cái số lượng tròn chú rất lớn. Nó thành ra chú nuôi lên 10 tháng. Chú tiêm ngừa. Một là chú bán hàng hậu bị 11 tháng. Hai là nhu cầu bà con là xài hàng qua một lứa thì chú bán hàng một lứa. Nó cái con giống này là nó rất khó. Bởi nhiều người nói tròn con nào cũng vậy. Nhưng mà thật sự là nằm trong nghề rồi mới biết cái khó cái dễ. Thứ nhất là chú ba đã nuôi cho nó sinh sản rồi. Chất lượng của nó là chú ba đã chọn lọc ra sẵn rồi. Đúng rồi. Nên cái chất lượng đẻ của nó thành công, chú mới đạt. Nó cao hơn. Chú mới đưa ra thị trường. Còn bây giờ nói chung bán, bây giờ chú bây giờ là hàng con là chú không bán. Nhưng mà chú bán cái hàng một lậu bị, hai là hàng sinh sản qua một lứa. Dạ. Thằng này là chú bán bỏ hàng ok là 115 ngày. 115 ngày là bao? 115 ngày nếu về vấn đề con nào mà lỡ có trục trặc chối nước hoặc rối loạn tiêu hóa gì đó. Dạ. Gần thì cứ đem lại. Chú đưa con khác hoặc lỡ rủi ro con xa, nào thì chú hỗ trợ lại con nấy. Từ giờ nếu mà ở xa quá miền Trung miền Bắc thì ta không gửi được. Ừ, ví dụ gần ở đây là nếu trục trặc là chú qua là bắt lại trơn. Dạ. Không bị là chuẩn bị đẻ đó chú. Nó là không có nói là 11 tháng qua khoảng 3 tháng sau mình mới phối được. Như vậy chú ba nói vậy là khách hàng lại tại chú ba mua giống là con giống là yên tâm lắm mà. Còn bây giờ trước á là chú á là cách nay là năm đầu 2022 2021 là chú có trường hợp là chú bán qua điện thoại. Còn bây giờ là tuyệt đối không bao giờ bán qua bất cứ một cuộc điện thoại nào hết, dù ít nhiều, xa gần cũng vậy luôn. Yeah. Bây giờ thậm chí bây giờ mới có ông ngoài Điện Biên điện kêu gửi ra chuyển tiền vô chú cũng không dám nhờ. Nếu người nào có đất thật muốn đầu tư nuôi phải tới đây. Trước mắt là cái cơ bản làm chuồng, cái thứ hai coi thực tế con tròn.
Để mua trâu giải bóng. Ừ, nó con tròn tròn vậy giờ nhưng mà chưa thấy mặt con tròn sao. Đó, lên đây là coi điều hết trơn. Xong rồi lúc đó là chú mới quyết định bán. Dạ. Vậy là muốn mua là đến đây chú ba tư vấn rồi cách thức đó con chú ba chia sẻ Zalo chia sẻ luôn. Nếu cảm thấy nuôi được thì nuôi, còn nếu nuôi không được thì cảm thấy đừng nên nuôi. Dạ. Đó, chứ không phải là nó người nào lại đây rồi chú nói đắp vô nó mua. Nếu mà người cảm thấy nuôi không được thì đừng nên nuôi. Chú ba chia sẻ rất là thật tình cả nhà. Với một cơn ngơi bảy chuột bảy chạy như vậy thì cả nhà biết là giữ thần lắm ngay cả nhà. Một dãy này là 200 con. Là 600 con cả nhà ơi. Rồi qua đây nè con coi bắt đầu là đây nè có mấy đứa mà nó cái người mà trực tiếp nuôi đây nè, đang cho ăn nè. Đó. Con gái ông luôn á. Một đứa con gái thứ ba của chú đây. Đang cho trộn ăn gì nữa chú. Ở cái khu này chỉ một người quản lý nha. Dạ. Cho ăn nói là dân này nó gộn hết rồi nè. Con trắng trơn kìa. Ủa trộn này mấy tháng hả chú ba? Mấy con này nó tầm khoảng cỡ 3 tháng mấy 4 tháng. Đó. Thấy vậy nhưng mà cho ăn cũng rất quan trọng nghe con, mặc dù nhỏ nghe con, ăn chế độ là gồm phải nghiêm ngặt nha, chứ không phải là cầm cái cao muốn đổ bao nhiêu là đổ được đâu. Dạ. Vậy nữa lên không bị mới dễ phối ăn. Bởi vì đó nè nè, mấy con cũng cho ăn trời. Thấy có con cá sao giờ con ăn thử con ăn không? Cho cuốc à. Dạ. Là sáng không cho ăn hay đến chiều á, mỗi con đổ nhiêu đó nè. Có con nào không có con ăn hết thấy không? Ôm đổ xong rồi ôm ăn liền thấy không? Vậy là chú ba cho ăn thức ăn không á hả? Thức ăn con heo đó. Dạ. Khi mà chồng con lên anh cho ăn cái chế độ hậu bị như vậy nè, nữa lên con trò hậu bị nó sẽ không mở. Đây. Anh rất là dễ phối. À. Đó. Mình sau này mình bán giống cho người ta mình cũng hướng dẫn trò hậu bị nuôi chế độ bao nhiêu hết luôn. Đó, con thấy là con tròn mà nó mà mới sinh ra nó biết ăn, nó ăn với mẹ nó rồi. Bởi vì thằng ra bây giờ nó quen con đổ vô giọng nó ào lại nó ăn y như con heo thấy không? Dạ. Nó quen rồi đổ là ngồi nhai. Nhìn đã thiệt chứ. Vậy là cái công chăm sóc mình nhẹ hiều luôn. Trời ơi, nói chung là đây nè, cái nhỏ gái lại nó đi tới đi lui là nó đổ vậy chứ cái cô mà thực tế là đang chăm sóc ở đây nè, một lát thì kêu cố ra nè. Một mình đổ là sáng là khoảng 2 tiếng, chiều khoảng 2 tiếng là xong. 600 con. Trần ơi. Một ngày mình chỉ ăn một cử thôi, cho ăn một cử luôn hả chị? Dạ đúng rồi, anh cho ăn một cử rồi. Cho ăn lần nữa luôn. Dễ không hả chị? Dạ. Dễ lắm chị. Ngày có một cử hả? Dạ. Lúc cứ nghĩ là mình nuôi tròn nó công phu lắm cả nhà, nhưng mà thấy đơn giản luôn. Dạ. Chị gái một ngày với bà cô kia là một ngày 600 con. Tiếng đồng hồ đi. Nước bây giờ thì có hệ thống tứ hết, ồ lộn hệ thống uống hết đó cả nhà. Có ống sẵn luôn, nó tự dạ. Lại nó uống, tự nó ăn luôn rồi. Dạ. Nó ngậm ống nước nó bú nghe ghét. Sướng thiệt chứ. Nó dòm anh chơi, nó trợn kìa không? Nó trợn kìa. Rất là bóng luôn nha cả nhà. Thức ăn này là mình dùng thức ăn cho heo. Heo anh. Thức ăn cà riêu. Dạ. Heo con hay là heo bự? Heo con từ 8 tới 15 kg mã số 1922 anh. À. Thấy không? Thấy con tròn nó bóng mà nó dài đòn. Nó không mập không hớp. Quá ăn quá. Những ví dụ như những người mà người ta nuôi trùng đẻ trùng nái rồi nó đẻ ra bắt đầu người ta nhìn theo cái phơm người ta phân theo, còn mấy người không biết bắt trùng con về cấm cổ cho ăn là xong luôn. Là con trùng nó sẽ mất giá trị con trùng. Đi thương phẩm không được. Ăn là phải có liều lượng. Ăn phải có liều lượng. Cái giai đoạn từ trùng con lên cho ăn liều lượng bao nhiêu, và giai đoạn trùng để chờ phối là cho ăn bao nhiêu một ngày. Rồi giai đoạn con tròn sinh con ăn bao nhiêu để cho nó có sữa. Là ở đây nó đều có công thức hết. Chứ không phải mà anh cứ thấy mà nó ăn nhiều cái anh đưa vô là hư hết, hỏng hết. Đừng có cưng quá đúng không? Mà đa số bà con giờ nó nuôi là không có nắm được cái quy trình đó. Rồi một số chạy người ta kiểu mà người ta trá hình, người ta đâu có nắm cái kỹ thuật như bên mình đâu. Rồi người ta cứ bán con giống đại trà vậy đó. Rồi nuôi về tới lúc mà nuôi tới lớn lên phát hiện không đẻ rồi. Không đẻ hay là bị mập này nọ rồi không lẽ giờ đem trả lại cho người ta được. Nói chung là nuôi thì dễ đó, nhưng mà nắm bắt cái quy trình đó dạ. Với khẩu phần ăn là quan trọng lắm cả nhà. Anh nuôi anh kiếm tiền trăm tiền tỷ là cũng có, nhưng mà anh mất tiền về tiền trăm tiền tỷ nó cũng có luôn. Tại vì người ta chọn giống sai, người ta đi lệch quỹ đạo ngay ban đầu là toàn bộ là tiêu hết. Đúng rồi. Chăn nuôi là phải giống ăn thua là giống là quan trọng nhất. Đa số em ở đây là toàn là mặt trắng, mũi ngắn. Anh thấy không? Cái đặc điểm chồng của em nè. Mặt trắng nè, trán trắng, mõm ngắn, mũi tẹt, tai ngắn luôn đó. Anh nhìn thấy cái từ cái cây đuôi vô nó không,
cái cậy đuôi của nó to, nó giót dài ra, nó thanh mảnh con tròn. Đặc biệt á, là bộ đế con tròn rất là cao. Đó là những giống tròn sau này mình ra thương phẩm cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Cái phái một cái là cái chuồng trại của chú Ba chỗ này là đúng là sạch luôn á nghe. Đi em dẫn anh đi vòng vòng đó. Đi vòng ha. Dạ. Anh là sao với chú Ba? Em con. Con à? Em gái chế. Hai anh em ruột. Hai anh em ruột. Mẹ của chị là vợ của ba anh. Thôi nó ra nó ăn. Ban ngày nó ngủ, chiều về nó cho ăn anh. Thật sự thì lúa rất là thích chăn nuôi cả nhà. Thì lúa thấy trên mạng xã hội á, trên YouTube á, rồi lúa mới xin phép chú Ba xuống tham quan. Trời ơi, chim chỉ đó kìa. Không phải chim chỉ mà là con chích cồ với lộn. Con này đâu phải chích trời hả? Chích đúc. Đúng trời thiệt ha. Đã cả nhà ơi. Con nói chị Quyên Ương mà. Quyên Ương chích cổ. Trời ơi đẹp cả nhà ơi. Đi vô đây nữa nè anh. Cho anh dẫn anh em cho bà con đồ coi tham quan hết toàn bộ chuồng trại của em luôn. Đây là cái khu mà đây là cái khu mà khách khứa đồ lại á, rồi người ta học hỏi kinh nghiệm đồ này nọ, rồi khi người ta ở đó người ta coi các quy trình cho ăn cái tinh sốt này nọ, rồi cái tinh này em làm có nhạc rồi thấy không, nhạc chỉnh luôn à. Có lò có âm thanh ghê thiệt. Một cõi đi về á anh. May mắn cả nhà, chuồng trại thì ít có ai vô được lắm, nhưng mà cho phép chú Ba thì anh em vô tham quan. Bên kia là khu B, bên đây là khu C đó cả nhà. Anh vô chuồng trại thì mình hạn chế với người lạ đúng không anh? Đúng rồi anh, thường thường ví dụ vô những người khách nào mình coi thật sự người ta có muốn mua con giống mình mới dám dẫn vô đây, còn nhiều khi những người khách tham quan mà vua em sợ lắm. Khi người ta đem mầm bệnh từ những cái trại khác tới đó, nên em hạn chế đi vô cho khu sinh sản lắm. Vậy là mình hên lắm á. Mình chủ yếu là lúa muốn tham khảo cái mô hình nuôi chú Ba, thấy lúa thấy trên mạng đẹp quá, chứ có con giống của chú Ba tốt quá cả nhà. Cũng rất là nhiều anh chị đến mình mới tách ra, ví dụ nó đẻ ổ 4 con mình tách ra hai con vậy đó, để cho bự một chút nữa cái bắt đầu mình tách nữa. À. Đó, vô nó bự thêm một chút nữa bắt đầu mình tách ra riêng con. Quá trời cá luôn. Thứ ăn mẹ nổi đâu ơi. Thứ ăn mẹ chìm. Thứ ăn là cho cá. Thứ ăn này cho tròn mà. Thứ ăn tròn mà này cá. Cái mô hình này là ba nghĩ ra là mới không còn không thấy ai ở đâu mà làm giống như mình đó. Càng ngày càng tiến bộ chứ, nói chứ cũng nghiên cứu làm cái trại này cũng cả một cái vấn đề chứ không phải chuyện đơn vậy. Wow, chú Ba mà nó thoáng mát. Con nghe nói là chú Ba nuôi tròn cũng lâu lắm rồi đúng không? Nói chung là 16 17 18 nhưng mà 16 17 18 3 năm đó cũng mới vô nghề, cũng không biết, rồi mua trên mạng mà hàng cho nổi đều thất bại hết 3 năm. Còn giống này là chú bắt tháng 11 2018 thì năm nay cũng như là tròn 5 năm nuôi thành công, mấy 5 năm sau này. Dạ. 3 năm đầu bị thất bại. Cũng không biết như bà con bây giờ, ví dụ như lại mua rồi bắt đầu nó nhiều hình thức, nó mua bán lắm. Dạ. Thật sự thì nuôi cái gì cũng vậy hết chú Ba, mình phải kiên trì đúng không? Khó lắm nhưng mà chuyện đơn giản thôi. Trần ơi. Cá thả lâu chưa anh Nhật? Cũng lâu anh. Cái chỉ cần con trồng mà nó lọt cục phân xuống vậy nè anh. Là lụm hết. Nó lụm không còn một miếng luôn. Tan nát không còn cục phân nữa. Nó nổi lên, gãy nó chìm xuống, gãy nó. Dạ. Để nó nổi lên. Đó. Đây nè, cho chỗ khác lại lên nè. Đó. Nó lẹ lắm. Trời ơi, cái này khoảng 2 năm nữa chú Ba ơi, nó nghẹt cái này luôn á. Quá trời luôn cả nhà. Dọn phân lẹ lắm anh ơi. Đúng cái kỹ thuật vườn ao chuồng luôn. Mà nước ra vô nó cũng mau lớn nữa. Dạ. Cái con này cho ăn thường xuyên đây quá. Đây nè, cái con này nè. Giác mày là cho ăn rồi đó. Cái 600 con rồi, có cho ăn không? Khỏe không cô? Khỏe. Mày là chứ mà chú chỉ biển ra, nhưng mà lớn mình cũng chỉ qua một cái nữa chứ không phải là được không? Trời, nó nhốn nháo chờ kìa, tới giờ ăn cả cớ ơi. Trời ơi. Chắc này nó đói vậy đó. Trời ơi, nó nhốn nháo.
Chú ba có trồng mai nữa ha, nguyên hàng mai luôn. Cái chậu này biết là chú lợi nó ít leo trèo chứ cái cô lợi nó leo trèo. Tại chú cho hàng ngày. Quen á. Quen hơi. Nó đẹp đó cả nhà. Con này nó bay gai lắm. Con kia con nằm. Dạ. Đây là cá. Đây là đúng cái đúng cái khu vườn ao chuồng luôn hết trời. Mấy con này khoảng bao lâu nữa nó mới sinh sản chú ạ? À? Mấy con này đó tầm khoảng 3 tháng mấy 4 tháng là 10 tháng nữa. Ờ nuôi chồn mà đừng có gấp phó sớm. Phó sớm nó đẻ không có đạt đâu, nó đẻ là nó luôn con dở, sữa đùn nó chưa có đầy đủ nữa. Dạ. Đó. Chưa có chuẩn chạc như từ lúc mà mình nuôi là từ lúc nó sanh ra cho tới bao nhiêu tháng mới là nó mới sinh sản chứ ba? Nếu mà mình từ 13 tới 14 tháng mình mới cho nó phối. À. Phối xong rồi là 60 ngày nó mới sinh sản. Dạ. Yeah. Giáp năm mình mới cho nó bắt đầu phối hơn năm. Hơn năm. Nhưng mà cái mùa phối chính của nó là dao động từ tháng 10 trầm tháng 10 cho tới tháng 3 tháng 4. À. Những thời điểm đó nó lên giống kinh khủng lắm. Tới cái mùa vụ sinh sản của nó ha. Mình giống kinh khủng. Khoảng nó sanh ra khoảng bao lâu mình mới tách bày được chú ba? Chú ở đây thường là 3 tháng mấy 4 tháng rồi chú mới tách ra. Không nó ở chung với nó nó tách ra không cho. Ví dụ nó dành ăn với nhau đó. Dạ. Nhiều khi như có những con mình tách ra còn nhỏ quá nó là miếng ăn. Dạ. Thôi chú mà sớm giờ đang có khách giao chồn nắng á. Dạ. Điện sớm giờ gấp quá thôi tụi con thôi mình đánh chơi luôn đi. Là đánh chơi. Dạ dạ dạ. Chú coi chú giao chồn luôn. Thôi bây giờ lúa với mấy anh em sẽ lại nhà của bác ba để coi cách bàn giao con giống của chú ba đến khách hàng nha cả nhà. Dạ. Thôi mình đi đánh nha. Hên vậy hên may mắn vậy. Mọi người đang ở trong kia để chuẩn bị bắt trộn và mình vô cái nè. Vô. Cái này bắt trộn không qua. Rồi bắt trộn nữa nè. Con trộn này con bắt á, khi nào bắt á là thọt cái vợ quyết định bắt. Dạ. Chụp một cái vô ngay cái đầu nó. Đó là nó chỉ vô, còn vô cầm cái vợt mà quơ tới quơ luôn con chồn nhát thì nó sẽ khó bắt. Dạ. Mấy con lên tép 5 con. Con chồn này là chồn cái cả nhà ơi. Vô khôn hết chứ không. Nó đơn giản. Cái này đè cái vợt đây, không cho nó quay đầu lại. Luồn cái đuôi vô. Dạ. Cột thì gần mình phải cột sát, không một cục lỏng. Ở đây tại vì đi gần thì cột hơi hở vậy nè, còn nếu đi Hà Nội á là phải cột sát nữa. Dạ. Bữa nay là khách Long An hả? Khách Long An. Con này là nó sinh sản một lứa rồi ha. Qua một lứa. Nói chung khách hàng ở đây chú giao á, người ta không cần con chồn. Dạ. Chỉ chú bắt là chú là cho người ta thôi, người ta không cần coi. Tại vì thương hiệu uy tín mình có sẵn ha. Người ta tin tưởng mình. Dạ. Nó bắt cho tụi con coi sách đuôi ra thôi chứ thực sự cũng không cần nắm đuôi ra. Dạ. Chỉ đi vậy là nó an toàn nhất. Bữa nay anh em lúa may mắn đó nha. May mắn thì chúng hay chăng cái dịp khách lại rồi chia sẻ cả nhà xem luôn. Mấy con nó ốm về nè, về đòn như vậy nè. Mấy con nó đẻ nhiều con. Dạ. Yeah. Thơm chăng? Thơm chứ. Nó sinh sản dễ ha chú bà. Dễ. Dễ được con tròn mình nuôi từ nhỏ tới lớn mình chủ. Còn mấy con mà gừng mà mấy cái nó hàng cho nổi là không phải dễ. Dạ. Người nuôi giàu, một người nuôi thì giàu lúc cán, người nuôi thì bể nợ. Nó mà nuôi mà không biết cách chọn giống là dân dách là bình thường. Cái con giống là quan trọng nhất cả nhà ơi. Chứ mà nuôi đạt hay không là do con giống.
có nhiều người kiếm tiền trăm tiền tỷ là bình thường, có nhiều người lỗ tiền trăm tiền tỷ do không biết bắt giống á. Bắt giống là mang bà về nuôi giống như là nuôi con nợ. Thôi con nào nó dài sóc luôn á trời. Nó đẻ lứa nữa, cái là về đi chứ. Nó đẻ hai lứa, ba lứa nó còn lên nữa. Mỗi lần nó sinh sản là nó lên ký ha chú. Mỗi lần sinh sản là nó lên mà nó nặng thêm một tí nữa. Qua lứa thứ ba, thứ tư nó hẳn có thể là con 4 kg, 5 kg. Bụng nó xề ra, nó đẻ càng ngày càng sai. Còn cái quy trình làm giống thì mình để chỗ khác. Chỗ này cho người ta coi cho mình cũng phòng hờ. Như hôm nãy là khu đó là khu nuôi dạ, sinh sản. Chỗ khu biệt lập là để đổ sinh sản. Đúng rồi. Để đây tiêm ngừa, mình phòng mình tiêm ngừa để mình giao cho khách. Chúng ta bắt đơn giản này, chuyên nghiệp. Mình đang trước chơi nói chuyện với khách rồi cha. Để đi. Cho bắt đi. Rồi rồi. Ở đây thì khách mà muốn mua chồn mà cả nhà là khách đến chỗ rồi bác ba giao con giống, bàn giao con giống luôn. Chứ chú ba là tuyệt đối là không có giao trên điện thoại. Muốn bắt con giống thì lại tới chỗ. Đang lấy giấy chứng minh để làm sổ đó. Làm xin phép giấy phép xanh cho mấy chồng. Mình phải lưu lại cái hồ sơ người ta để mình làm giấy cái này cũng giấy nguồn gốc. Cái này là giống là giấy chăn nuôi bên chăn nuôi không? Đúng rồi. Để sức nguồn gốc cho người ta về người ta lên bầu công. Bầu công. Là nó không có làm việc. Bây giờ cái địa chỉ là bác ghi lưu lại đây. Ngày mai á, là bác sẽ làm xong rồi đó là bác gửi theo đường bưu điện theo cái địa chỉ số điện thoại này của con. Khi nào mà bưu điện điện thì con ra con nhận cái giấy này, nhận xong rồi điện lại bác hướng dẫn cho cách đăng ký. Rồi là giấy này làm trong tuần là có rồi. Tại vì bữa nay là ngày chủ nhật. Không, nhầm bữa nhiều khi kiểm lâm bên người ta đi thực tập á, nhiều khi chậm không về ngay. Ở đây là từ Long An đúng không? Xe Long An không anh? Cái gì vậy? Thôi ra đóng cửa lại con. Phải ha. Dừng tay. Cái này cái gì ngộ ta? Cái cần thăng. Cần thăng hả? Gốc bự trời. Đẹp ha. Kèm giấy gỗ bự. Cũng giấy hay bông hồ ơi. Không có lá hả lại? Hết lá luôn. Thôi bây giờ con chiều anh về, em cũng về luôn. Chúc anh chị làm ăn càng ngày càng khá nha. Chồn đẻ sai luôn. Thôi cũng trễ rồi. Ừ nè, về quên nữa. Chiều về đó là chiều nay đó là con cứ đổ cho con mỗi con là một ly cám này thôi. Nha. Được rồi, còn ngày mai là cũng đừng không cho buổi sáng. Cứ duy trì là cứ chiều là đổ mỗi một con ly này là trong 7 ngày rồi mới cho nó ăn buổi sáng. Sáng mình không cần cho ăn chuối luôn. Không cho ăn luôn. Đó, rồi ví dụ ngày mai mà con nào nó có lạ chuồng á, nó chưa chịu ăn cám á thì con điện hoặc là con lấy một trái chuối con ngắt làm 4 làm 5, con trộn nửa ly cám này về cho nó ăn lại. Có gì anh vô nhóm đi, anh vô nhóm Zalo á, em hướng dẫn tiếp. Dạ dạ. Mình cho ăn ít thôi để phòng nó nhiều khi nó sốc. Về tại con trộn vận chuyển đi đó, con trộn nó rất nhạy cảm. Mà về không biết là cho ăn nhiều quá sợ nó sốc. Hiểu không? Nó trong 7 ngày đầu cũng không cần thiết mà cho nó ăn nhiều quá. Cho nó quen, nó thích hợp với môi trường, cho nó quen rồi này kia rồi mình mới tăng lên được. Rồi. Con xin phép chú ba con cũng về với mấy anh em mà cảm ơn chú ba cho con tham quan nha. Cảm ơn chú ba nhiều. Rồi anh em mình về ha. Rồi. Rồi. Dạ. Có gì
Thôi anh em mình về nha. Hẹn cả nhà clip sau. Chúc cả nhà có buổi chiều vui vẻ. Rồi bye bye cả nhà. Bye bye.